Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Tân Mùi tháng Quý Tỵ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lọ bàng thổ, ngày tân mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh chua kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lọ bàng thổ, kỵ tuổi, ất xỉu, đinh xỉu, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, sông với xỉu, hình xỉu, hại tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý xỉu, đinh xỉu, ất dậu, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao thiên phúc tốt mọi việc sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao ích hậu tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao thiên tạc 6 đối với việc khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, 6 đối với việc xuất hành, giá thú, sao cựu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao quả tú, 6 đối với việc cưới hỏi, sao phủ đầu giác, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ thần hướng Tây Nam và Tài thần hướng Tây Nam. Sau đây mà các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi tí Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáo kỉnh. Bạn mệnh tuổi Tý đang quá mức kiêu ngạo, tự cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất. Cho nên, chỉ thích làm theo sở thích cá nhân mà không muốn nghe theo lời khuyên can của người khác và với bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này bạn có biết rằng chính tính cách ương ngạnh này của mình là nguyên nhân khiến cho bạn dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân do đó bạn hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định bắt tay vào làm việc gì thì không được chủ quan coi thường tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng mình Ngày này, bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia cũng không được mấy in ấm. Để cải thiện tình trạng trên thì với bạn tuổi tí cần phải dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy. Không nên tiếp tục thở ơ coi những vấn đề đang tồn tại là nhỏ nhạt. Vài từ vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim thường xuyên nóng nảy và cáo kỉnh từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa dễ mắc bậy của kẻ tiểu nhân từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ không nên chủ quan lơ là trong công việc từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 40 số 56 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu đen màu xanh nước biển quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Thìn Từ với tuổi Sửu chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương hình, cái điều này sẽ gây ra tác động không hề tốt cho sự nghiệp của bạn tuổi Sửu ngày hôm nay. Bạn tuổi Sửu, bản mệnh là người dễ cảm thấy căng thẳng và áp lực ngay cả khi đối diện với những công việc quen thuộc và đây có thể trở thành nguồn cơn khiến cho bạn gặp phải rắc rối vì vậy với bạn tuổi Sửu bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi nói và làm, tránh tình trạng hành động nóng vội khiến cho người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Hẳn là bạn cũng không muốn đưa ra những quyết định sai lầm, phiền người khác khắc phục hậu quả giúp cho mình đúng không bạn tuổi Sửu? Tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, vẫn có thể có được thêm nguồn thu nhập một khoản kha khá xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Vì vậy, với bạn tuổi xỉu, cũng cần phải cố gắng hơn nữa trong tương lai, bạn sẽ có được một cuộc sống đầy đủ và khấm khá. Từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim dễ cảm thấy căng thẳng áp lực khi đối diện với công việc tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên sống quá phụ thuộc vào điều gì đó tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên cãi cọ bất đồng quan điểm với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh mộc phát tài nhờ làm việc chăm chỉ trong thời gian vừa qua vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 12 số 44 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu vàng quý nhân phù trợ Tuổi tí, tuổi giàu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem từ vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ cho nên bạn tuổi dần là người thông minh và khiêm tốn và dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và sau khi trải qua một giai đoạn cách ly khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá và khẳng định được giá trị của bản thân mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải chú ý, cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng có hạn chế mình trong những lĩnh vực quá quen thuộc. Nếu như bạn muốn tăng tín nhanh hơn nữa, thì bạn đừng có ngần ngại đối diện với thử thách và khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc thổ sung khắc cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn cho dù đang có căng thẳng hay là mệt mỏi vì điều gì đó bạn cũng không nên to tiếng mà nên tâm sự với nửa kia của mình sẽ gây ảnh hưởng xấu tới bầu không ký chung bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn là người thông minh và khiêm tốn, được mọi người yêu mến. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, có cơ hội để bứt phá, vươn lên, khẳng định bản thân mình. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, không nên hạn chế mình trong những lĩnh vực quen thuộc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, cởi mở hơn trong việc tiếp thu những cái mới từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 48, số 70, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày của tam hợp phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi mão đang tiến triển tương đối là thuận lợi tuy nhiên song nếu như bạn luôn lập ra những kế hoạch thực tế có khả năng thực hiện hơn bạn cần phải đánh giá chính xác về năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt mình một cách cụ thể hơn và với bạn tuổi mão trong ngày này khi đứng trước những quyết định trọng đại bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn nhiều người cùng suy nghĩ bao giờ cũng đem lại nhiều kết quả tốt hơn bạn mà tuổi mão nhá. Và xem tử vi ngày này với bạn tuổi mão hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện mọi công việc theo kế hoạch của mình đã lập ra. Vì vậy, nếu như bạn đã có ý định bắt tay vào thực hiện bất kỳ công việc gì thì nên thực hiện ngay, đừng có chần chừ do dự, kéo lại để đánh mất cơ hội. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, công việc tiến trị được thuận lợi, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đánh giá khả năng của mình chính xác hơn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên mở hàng khai trương trong ngày này tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng hơn vào mọi người và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem từ vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn đang phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Thìn, bạn không nên đầu hàng số phận một cách nhanh chóng để biến cố đánh gục mình. Bạn cần phải cố gắng học hội kinh nghiệm từ những thất bại vừa qua. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh là người vốn thông minh, hoạt bát và tài hoa, song đôi khi chính vì vậy mà bạn tuổi Thìn thành ra lại tỏa ra hiếu thắng, tùy tiện, lúc nào cũng thích làm việc thiêu cảm hứng và bạn đừng có để cho sự thiếu trách nhiệm của mình gây rắc rối cho mọi người xung quanh bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này, bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới đang khá chi là tốt đẹp. Nếu như ai đó đang có ý định tiếp cận thì bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao. Biết đâu đó chính là nửa kia mà định mệnh dành cho bạn thì sao vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên chấp nhận thất bại đầu hàng trước những khó khăn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cần làm việc có kỷ luật hơn, không nên chỉ làm theo cảm hứng. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên cho mọi người cơ hội tiếp cận mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3 số 17, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy phải mối quan hệ của bà tuổi tỵ với nửa kia đang phát triển vô cùng là tốt đẹp bạn thấu hiểu được nửa kia và luôn nhận ra những cảm xúc bất thường của người ấy và hai người có thể hiểu nhau được đến như vậy là nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau trong ngày này đối với những bạn đang quản độc thân thì cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Nếu như có người chân thành muốn đến với bạn thì bạn tuổi tỵ cũng nên cho đôi bên một cơ hội đừng có tiếp tục ra mình trong thế giới riêng nữa. Và trong công việc của bạn tuổi tỵ ngày Chủ nhật này lại đang gặp kiếp tài tác động. Cái điều này khiến cho bạn dễ trở thành một người mù quáng dễ hành động một cách nông nổi. Nếu như việc bạn đang làm bị quá nhiều người phản đối thì bạn nên bình tĩnh dừng lại để nhìn nhận và đánh giá lại chúng xem sao. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nhận được sự quan tâm, để ý của những người khác phái, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, không nên nhốt mình trong thế giới riêng từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim dễ dàng hành động mù quáng bốc đồng vì những suy nghĩ nhất thời từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc mà mình đã làm và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 22, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bàn tử ngọ cho chúng ta thấy là dưới sự tác động của cục diện ngũ hành nhị hợp, cái điều này sẽ làm cho bạn tử ngọ gặp được nhiều may mắn nếu như bạn làm trong lĩnh vực về kinh doanh, buôn bán, đầu tư trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi ngọ có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình một cách chuẩn xác để tìm được những mối khách hàng hoặc là đầu tư hứa hẹn cho mình. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày này sẽ có được nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao, bạn mệnh bạn vốn là người nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho nên người khác cũng sẽ luôn nhiệt tình để giúp đỡ cho bạn và có thể những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn trong lúc khác. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tứ ngọ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy bạn mạnh tứ ngọ luôn là người tìm cách thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái của mình. Đôi bên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tăng cường giao lưu, trò chuyện với nhau và bạn không bao giờ dùng vôi giọt để dạy dọ con cái dù chúng làm điều gì sai trái mình đi chăng nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tìm được những mối đầu tư hứa hẹn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mối quan hệ xã giao phát triển có được sự hài hòa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ thường xuyên trò chuyện với bố mẹ con cái tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 39 số 44 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tuất từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là ba tuổi mùi đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ cho nên đối với những bạn đang làm nghề tự do kinh doanh buôn bán đầu tư có cơ hội kiếm được một khoản kha khá cho mình với những mối đầu tư hợp tác trước đó của bạn dần cho thấy những hiệu quả tích cực để bạn có thêm niềm vui, niềm tin vào những quyết định của mình nữa. Và bạn túi mùi, bạn là một người rộng rãi và hào phóng, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn chi tiêu một cách không có kế hoạch. Bởi dù có kiếm được bao nhiêu tiền đến mấy đi chăng nữa, mà cứ tiếp tục tình trạng tiêu pha một cách không có kế hoạch thì sẽ nhanh chóng trở nên rộng tối mà thôi. Trong ngày này với bà tuổi mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc của mình thêm phần được may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn có thể xảy ra với mình. Hướng tốt trong ngày hôm nay đó là thị thần và tài thần hướng Tây Nam vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nhận được nhiều tiền thưởng từ các công việc nghề tay trái tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy luôn cố gắng rèn luyện bản thân mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên chi tiêu có kế hoạch hơn tránh dùng tiền cho những việc không cần thiết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên mở rộng các mối quan hệ xã giao Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 47, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thân á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy bạn tuổi thân vẫn còn lịa bóng sẽ trở nên rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Và bản mệnh là người dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp, ưng ý, cốt là bạn có chịu mở lòng mình ra hay không mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân, với những bạn đã lập gia đình rồi, thì lại cần phải giữ khoảng cách với những người có ý định làm thân với mình. Nếu như bạn buông thả theo cảm xúc nhất thời, thì rất có thể điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình của bạn ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này còn cho thấy có thể bạn sẽ được thượng nóng vào những cống hiến của mình trong công việc cấp trên đã đánh giá rất cao về bạn chỉ cần bạn không ngừng cố gắng và tập trung vào mục đích trước mắt bạn sẽ dần bước tới định cao quang vinh mà thôi vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy thu hút được ánh nhìn của những người khác phái từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên buông thả thiêu cảm xúc từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim luôn nghiêm túc trách nhiệm trong công việc Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu dễ dàng làm ăn khấm khá nhờ vào những công việc từ nghề tay trái của mình bạn tuổi giàu, bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Và hôm nay, bạn sẽ nhận ra rằng mọi công sức mà mình đã bỏ ra là không hề uổng phí. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng là người luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình của mình. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong nhà, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt những suy nghĩ của các thành viên. Nhờ vậy mà gia đình lúc nào cũng luôn có được tiếng cười và hạnh phúc lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia đang rất tốt đẹp đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày và bạn tin tưởng vào nửa kia của mình cho nên mỗi khi có vướng mắc gì hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng nữa vài tử vi tuổi Ất Dậu Thuộc mệnh Thủy, luôn cố gắng hết sức mình trong công việc, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận gì mà bạn đã bo ra không hề ụng phí, từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nắm bắt tâm tư tình cảm của các thành viên trong gia đình, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, giao lưu trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 30 số 49 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi tuất Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất Chúa chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi và cái điều này khiến cho bạn tuổi tuất trở nên quá mức thẳng thắn. Bạn tuổi tuất bạn không nghĩ tới cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng thắn những gì mà mình cho là đúng vì vậy mà bạn sẽ gây tổn thương cho mọi người đồng thời khiến cho bản thân mình vướng vào nhiều rắc rối nữa. Và với bạn tuổi tuất, những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Bạn vốn là người có bản lĩnh hơn mình tưởng nhiều, chỉ cần quyết tâm bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn mà thôi. Ngày này, bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy khi bạn quá mức cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến cho những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy được nhiều việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không để ý tới cảm nhận của người khác, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tự tin hơn vào khả năng của mình, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quá cố chấp với suy nghĩ của mình tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có phức tạp hóa vấn đề tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên quá lo lắng khi gặp khó khăn và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 22 số 58 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với người nhà không được êm ấm cho lắm bạn mệnh tuổi hợi có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai và trước mắt bạn hãy dành thời gian để xem lại những kế hoạch của mình xem sao về mối quan hệ của bà tuổi hợi với nửa kia trong ngày này cũng không được mấy êm đẹp đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh với nhau vì không biết cách thông cảm cho nhau cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề vợ chồng nên suy nghĩ cho nhau nhiều hơn là tranh chấp hơn thua Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường công danh sự nghiệp của bạn lại có được nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn tuổi Hợi có thể đạt được thành tích khả quan nếu như đang đi học hoặc là tham gia ứng tuyển, ứng cử. Bạn cứ cố gắng rồi bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn mà thôi. Về từ vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên thất vọng với thực tài. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim được giao cho những công việc quan trọng. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy luôn cố gắng hết sức mình trong mọi mặt. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 58, số 61, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh ra trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.